sẽ giới thiệu đến các bạn một số quà tặng sẽ được áp dụng trong tháng 8 này tại trang web kipik.vn. Đầu tiên các bạn có thấy là bó hoa trên tay xe rất là dễ thương không ạ? Mình xin giới thiệu đó là đây bó hoa này là quà tặng của một chương trình sale 40% cho các dòng sách của Patrick Riordan. Khi mà các bạn mua hai bộ, một là bộ Percy Jackson thiếu cuốn lời nguyền của thần Titan, hoặc là bộ năm quyển các vị thần trên đỉnh Olympus mà mua tại trụ sở công ty nhé. Thì mình xin giới thiệu trụ sở công ty mình đó là số 77 đường số 10, khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Khi các bạn mua tại trụ sở công ty thì sẽ được tặng em một bó hoa xinh xắn như thế này đây ạ. Thì tiếp đến mình xin giới thiệu quà đó là đồng hồ Percy Jackson. Khi các bạn mua một đơn hàng trên 250.000, không bao gồm chương trình, không áp dụng cho chương trình giảm 40% thì sẽ được tặng một đồng hồ Percy Jackson có đế đứng rất là vững như thế này ạ. Phía sau như thế này. Các bạn nào mà chưa biết cách gắn đế hay là gắn pin thì cứ liên hệ trực tiếp tại Facebook Chi Bút để sale sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Còn về vấn đề mà dựng vận chuyển đồng hồ đi xa thì không có sao cả. Chúng ta đã có cái hộp rất là chắc cú như thế này, rất là chắc, rất là êm luôn ạ. Tiếp đến thì khi mà các bạn mua bất kỳ đơn hàng nào có sách của Patrick trên 150.000 sẽ được tặng một bộ postcard Percy 6 tấm như thế này ạ. Rất là đẹp ạ. Tiếp đến thì mình xin giới thiệu đó là chương trình kit book của bạn Tụ Trường. Khi mà các bạn mua đơn hàng nào có sách của kit book trên 150.000 sẽ được tặng ngay một quyển tập học sinh có kẻ ô rất là rõ ràng, rất là dễ cho các bé khi mà viết bài à, và một giấy kê tay chống lên mực. Đây cũng là bìa sách của cuốn truyện tranh sang ngữ bên mình đấy ạ. Ngoài ra thì khi các bạn mua sách kickbook sẽ được nhận ngay những món quà bất kỳ, ví dụ như là sticker kickbook hoặc là móc khóa Việt Nam. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa? Ôi, quà tặng rất là hấp dẫn vô cùng. Vậy các bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại trang web chibook.vn để được hưởng được những chiếc khấu cũng như là nhận được những quà tặng hấp dẫn nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn.